Ninh Dương Lan Ngọc gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn. Sau khi bất ngờ thông báo sẽ tạm dừng hoạt động showbiz để đi du học, cuộc sống của Ninh Dương Lan Ngọc được dân tình quan tâm. Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải một bức ảnh selfie và viết: "Hôm nay bệnh, mai chiến đấu lại nha." Tình trạng sức khỏe của Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ lo lắng. Nhiều người khuyên cô nên giảm bớt công việc, giữ gìn sức khỏe. Sau khi bất ngờ thông báo sẽ tạm dừng hoạt động showbiz để đi du học, cuộc sống của Ninh Dương Lan Ngọc được dân tình quan tâm. Trước đó, đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận với truyền thông thông tin nữ diễn viên sang Úc trong vài ngày tới. Cô tạm vắng mặt tại Việt Nam trong khoảng 2 tháng. Đại diện của Lan Ngọc nói, phía công ty và các thành viên tạo điều kiện để nữ diễn viên hoàn thành việc học. "Chúng tôi thông báo việc Lan Ngọc du học đến đơn vị quản lý Lưu Ninh để các bên sắp xếp, chuẩn bị cho dự án debut. Trước khi sang Australia, Lan Ngọc và nhóm nhạc chuẩn bị gửi quà đến người hâm mộ", đại diện của nữ diễn viên chia sẻ với phóng viên. Nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận tin đồn, chỉ là dừng lại không chạy show lắt nhắt thì mình tập trung hơn, chứ tôi không có trốn đi để, đừng đồn, tội nghiệp con bé, có chồng là có con liền luôn, đừng lo. Cô cũng cho biết mình ngỡ ngàng đối diện sóng gió không hay về đời tư khi thông báo sang nước ngoài du học. Nữ diễn viên chia sẻ, không biết mọi người đi học có sóng gió không, chứ tôi đi học sóng gió quá trời luôn. Tôi không nghĩ việc mình đi học được nhiều người quan tâm đến như vậy, thành ra có rất nhiều câu chuyện xoay quanh khiến tôi không biết cuối cùng mình có đi học thiệt hay không. Vừa qua, trước những tin đồn thất thiệt, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết, Ngọc đi học ngắn hạn thôi à, không có lâu đâu, mỗi nơi học tí ha ha, chứ không phải từ bỏ sự nghiệp đâu ạ. À. Chỉ là dừng lại không chạy sâu lắt nhắt thì mình tập trung hơn, chứ em không có trốn đi để, mọi người đừng đồn tội nghiệp con bé, có chồng là có con liền à, nên đừng lo.